Toyota Corolla Cross được phân phối chính hãng ở Việt Nam, dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe nhập khẩu Toyota Corolla Cross là dòng BSUV hát nhất Việt Nam hiện nay, dù mức giá xe mới cao. Thời điểm này, khi người dân không có nhu cầu mua xe do kinh tế khó khăn, Toyota Corolla Cross cũ vì thế khó bán dù đã từng được săn đón. Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ hiện nay, rất nhiều bài đăng giao bán Toyota Corolla Cross mới chạy vài nghìn km, số lượng xe Corolla Cross giao bán nhiều và cũng rất khó tìm thấy chủ nhân mới. Theo đó, chiếc Corolla Cross trong bài viết được salon xe cũ chào bán suốt một tháng qua, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy chủ mới. Đặc biệt, thời điểm này thị trường khó khăn, các hãng đang ưu đãi xe mới sâu nên xe cũ như Corolla Cross càng khó hơn. Chiếc Toyota Corolla Cross G chạy 10.000 km này từng được giao bán với giá 730 triệu. Tuy nhiên, hiện giá đã được điều chỉnh xuống còn 680 triệu khi bán khó trôi. Salon xe cũ đã phải tự cắt máu đến 50 triệu còn 630 triệu khi thời điểm này, thị trường chưa có thấy dấu hiệu phục hồi do khủng hoảng kinh tế. Được biết, giá niêm yết Toyota Corolla Cross G là 760 triệu và giá lăn bánh xe cao nhất ở Hà Nội 863 triệu. Như vậy, so với lúc mua mới, chiếc Corolla Cross mất giá 183 triệu khi lăn bánh 10.000 km. Ở thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Cross được đánh giá cao nhờ thiết kế mới mẻ ở ngoại hình, nội thất khá trẻ trung cùng nhiều tính năng an toàn cao cấp. Phiên bản Toyota Corolla Cross G giá rẻ hướng đến khách hàng ăn chắc, mặc bền. Ở bản này, Corolla Cross có thiết kế khá ấn tượng với hệ thống chiếu sáng của sử dụng công nghệ LED thích ứng trong gói an toàn cao cấp. Lưới tản nhiệt mở rộng nhưng đơn giản hơn, xe dùng bộ mâm 5 chấu kép hình chữ V màu bạc, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp camera lề, đèn hậu LED. Ở nội thất, Toyota Corolla Cross G với tông màu đen thể thao. Nổi bật là màn hình giải trí 7 in đặt nổi, ở trung tâm táp lô kết hợp hệ thống 4 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Toyota Corolla Cross G đáng tiếc không có gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm nhiều tính năng cao cấp như cảnh báo tiền va chạm, ga hành trình thông minh, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù như trên hai bản cao cấp. Toyota Corolla Cross được trang bị hút khí nạp tự nhiên cho công suất tối đa 138 mã lực. Sức mạnh được chuyển đến bánh xe thông qua hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVTi. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Cross có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung phân khúc BSUV. Xe